giám sát, đánh giá toàn diện chuyên đề chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng ngày 19 tháng 8, tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chuyên đề pháp luật, đồng thời dự kiến từ ngày 28 đến 30 tháng 8 sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dành 1,5 ngày tại phiên họp thứ 36 để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện nghị quyết của Ủy viên Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm thứ nhất về kinh tế, xã hội gồm 3 lĩnh vực, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhóm thứ hai về công tác nội chính gồm 6 lĩnh vực, tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, thanh tra, tòa án, viện kiểm sát. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 bảo đảm không trùng lặp với những nội dung đã được chất vấn trước đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói. Thực hiện công tác giám sát, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo của đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với nội dung cho ý kiến việc tổ chức diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sáng kiến mới, lần đầu tiên được tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng không nhân dân, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và cho ý kiến về dự án luật điện lực, sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự án luật phòng bệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Cho biết khối lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 là rất lớn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay từ thời điểm này các cơ quan hữu quan cần tính toán bổ sung các dự án luật bảo đảm phù hợp. Chuẩn bị kỹ hồ sơ các dự án luật, đúng quy trình, quy định, những vấn đề nào đã chín, đã rõ thì đưa vào chương trình, chưa chín, chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh thì phải tiếp tục nghiên cứu, không vì thời gian gấp mà bỏ qua các quy trình xây dựng pháp luật theo quy định, bảo đảm nâng cao chất lượng các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội nói. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào 4 nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để đầu năm 2025 tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp, hướng đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.